Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ 3 giữa Kỳ Nam và Phương Minh. Trận đấu thứ 3 này chúng ta sẽ thi đấu trong vòng 15 quả và 8 quả đổi sân. Trận đấu thứ 2, thứ 3 bắt đầu. 0-0. Đề nghị khán giả ở phía thề. Bên trước khán giả chúng ta lùi ra đi ạ. Em lại cái quẻ bằng em một cách. Quay. Bỏ bóng thành công của Kỳ Nam, điểm đổi về cho Kỳ Nam 1-0. Phòng thủ rất hay của Doãn Tông. Bỏ bóng rất tinh tế của Kỳ Nam và điểm đổi về cho Kỳ Nam 2-0. Hai sau trận đấu này chúng ta sẽ bước vào trận chung kết. Phải hết sức tỉnh táo, hết sức chăm chỉ. Bỏ bóng rất hay của Kỳ Nam, điểm đổi về cho Kỳ Nam 3-0. Kỳ Nam đã thay đổi rất tuyệt. Thành công phân như. Dường như tâm lý đã đè nặng lên các cầu thủ Phương Minh. Vậy là Phương Minh đánh bóng ra ngoài. Điểm đổi về cho Kỳ Nam 4-0. Vâng, Phương Minh xin giành quyền hội ý ở trận đấu thứ 3 này. Được tên, được tên. Được thế, à để thì cái gì cũng được chứ. Điều về lên nha anh Hùng nhá. Đeo anh Dương tải video lên. Tỷ số bây giờ là 4-0 tạm ngưng đội tuyển Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là. Điều về anh Hùng mời nhá Đức. Cộng mới quay video cái nào anh Dương. Vâng, đấy là một pha tấn công của Đông Xu. Bóng bàn tay chắn ra ngoài. Điểm đổi về cho Phương Minh 1-4. Đây là khán giả phía bên trong ở của Việt Nam của Đông Xu Phương Minh chúng ta lùi ra xa đi. Để các cầu thủ có không gian để phát bóng. Rất mạnh. Rất hay, còn không? Bóng đánh 4 chuyền. Đánh bóng 4 chuyền. 2-4. Điểm đổi cho Phương Minh 2-4. Đây là khu vực 10% của đội tuyển Phương Minh chúng ta cầu thủ khán giả lưu ra để các cầu thủ có điều kiện phát bóng tốt nhất. Trò này cầm đá đây. Quay. Quay lâu tái đâu. Điểm hai không đủ nhau. Bỏ bóng chưa qua lưới cổ Phương Minh. Điểm đổi về cho Kỳ Nam 5-2. Ra một đội. Điểm bao nhiêu dần nhỉ? Đấy là câu trả lời của Văn Phúc. Điểm đổi về cho Phương Minh 3 năm. Phương Minh cố lên. Không thể trực trạc được nơi lát nào cả. Còn lại lối thứ 2. Rất may. Một pha gõ bóng lòng tay của Kỳ Nam. Điểm đổi về cho Kỳ Nam 6-3. Quay hết mặt thôi cháu thôi. Đấy là ảnh với ảnh thôi. Chạy.
đang non đấy đâu. Em. Đấy. Đang non đấy đâu. Đánh bóng chưa qua lưới của Kỳ Nam, điểm đổi về cho Phương Minh 4-6. Lối không hiểu ý nhau của Phương Minh, điểm đổi về cho Kỳ Nam 7-4. Điểm cho Kỳ Nam, điểm đổi bài đối. Kỳ Nam lối phát bóng ra ngoài, điểm đổi về cho Phương Minh 5-7. Giờ mày nhấn bảng đi và phải được nghỉ. Cái chạy cái chấp cho mọi người. Đâu bảng nó đánh sóng được thì được nghỉ được chứ. Một pha đánh bóng lòng tay của Doãn Thông, điểm đổi về cho Kỳ Nam 8-5. Và hai đội đổi sân để thi đấu những điểm số còn lại. Điểm báo. Đời báo. Đời điểm. Giống như không? Giống anh Sơn à? Thôi trời. Giống chân anh Sơn thôi. Ủa thôi. Mở bóng chưa qua lưới của Phương Minh, điểm cho Kỳ Nam 9-5. Vâng, đấy là một pha tấn công từ biên hai của Đông Xu. Điểm đổi về cho Phương Minh 6-9. Đánh bóng mà tay chắn ra ngoài của Doãn Thông. Điểm đổi về cho Kỳ Nam 10-6. Lâu đấy không quay để hơi đau cổ. Đấy là một pha tấn công từ bên hai của Doãn Thông, đi về điểm số 11-6 cho Kỳ Nam. Một pha dội bom của Đông Xu, điểm đổi về cho Phương Minh 71. Không được rồi, lỡ chém rồi. Đánh bóng cho qua hàng chắn của Phương Minh. Điểm đổi cho Phương Minh 81. Quay toàn quay cả ba không đó. Hả? Quay à? Đó, quay cả 3 giờ đó. Đó. Thời gian đổi đã hết. Khi mà em được về lại sân để chúng ta tiếp tục thi đấu.
Bảo ơi, bảo ơi, này đấy. Nè, chân mày rồi. Anh nè. Lối không hiểu ý nhau của Kỳ Nam. Điểm đổi cho Vương Minh 91. Kỳ Nam đánh bóng qua sân, điểm đổi về cho Vương Minh 10-11. Cố gắng lên Vương Minh ơi. Điểm 10-11 cho đội tuyển Vương Minh. 1-1. Như chúng tôi phải cảnh báo, điểm đổi cho Kỳ Nam 12-10. Đây là khán giả chúng ta lùi ra xa đi. Vậy là điểm đổi cho Kỳ Nam 12-10 sau pha tranh chấp trên lưới. Các cầu thủ phải hết sức tập trung. Vương Minh đánh bóng trước qua lưới. Điểm đổi 13-10 nghiêng về Kỳ Nam. Thôi xuống em, không chấp nhận nữa. Lỗi chuyền hai của Kỳ Nam. Điểm đổi về cho Vương Minh 11-13. Rất là kinh tế, rất là hồi hộp. Rồi anh ơi. Hay quá. Một pha phát bóng phát lên đường biên của Vương Minh. Mấy cái bình tĩnh như thôi cái thoải mái cái công việc các lấy đây. À mày em. Vô cái điện thoại mày cái gì ơi. Xin lỗi các bạn nhé, ở đây khán giả người ta chèn vào chân máy của AD. Vậy là điểm số bây giờ là 13-13. Đúng rồi, nhảy vào đứng chân mày em nó được. Ở đây vay em mới dẻ một chén đúng đó. Mày ơi. Vậy là 14-13 nghiêng về Phường Minh rồi. Công thái công rồi. Một cú lội ngược dòng của Phường Minh. Vương Minh chỉ còn một điểm số nữa thôi, chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc để bước vào trận chung kết. Vậy là 14-14 rồi. Xin mời người đừng nhảy vào chân mày nhá. Cái khí sẽ có thẳng.
14 nghiêng về Phượng Minh. Mạnh Hùng ơi, Mạnh Hùng không trẻ không? Mấy đằng này tiếp tục không? Một quả, thứ mình, đây, dành thứ bé thứ hai và dành thứ bốn. Vậy là 15 đều rồi. Rất giằng co. Những pha bóng rất giằng co cho hai đội bóng. Bắt được cái nắng rồi. Lấy đầu gọi đây. Thấy chưa? Bóng trong sân. Điểm đổi về cho Kỳ Nam 16-15. Đây đổi thôi. Quý ơi, đánh cổng em đây. Vậy là 16 đều rồi. Cảnh chân mới quay làm việc đấy. Cảnh này mấy em xem lại chân thôi. Mấy quay mày chung mấy đấy. Tần đấu thứ 3 này. Nguyên đề giữa Thiên Linh. 16 đều. Quên không? Đề nào vào tầng thứ cái phí sinh bản. Với 6 nghiêng về Phượng Minh. Mười bảy mười sáu nghiêng về Phượng Minh. Chỉ một quả nữa thôi. Chiến thắng với điểm số 18-16 và giành chiến thắng chung cuộc. Phượng Minh sẽ giành chiếc vé vào trận chung kết.